Hello, xin chào các bạn. Welcome các bạn đến với KT Food Stories. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn món crawfish, tức là tôm hùm đất bơ tỏi. Mà hôm nay là mình làm món này là mình xào thay vì mình nấu như mọi thường nha. Thì cái món này hôm nay mình làm rất là số lượng là ít, là khoảng 2 kg thôi. Thay vì mình nấu một nồi nhiều to thì mình nấu kiểu này á, nó sẽ đỡ tốn gia vị hơn và nó thơm và nó thấm vào cái con crawfish và nó béo rất là ngon. Thì cái công thức này á, mình học từ một người đầu bếp cách đây khoảng 23 năm rồi các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn nha. Bây giờ mình bắt đầu nói về nguyên liệu. Thì để làm cái món này mình cần có bột crawfish nè. Tỏi mình có cần một củ tỏi, thì mình bằm một củ tỏi ra khoảng 1/3, mình bằm cái củ tỏi này ra và mình đong là nửa cup tỏi và nửa củ hành. Mình cần gia vị OB nè các bạn. Nếu mà bạn nào đã xem cái video crawfish bơ tỏi lúc trước mình làm á là có OB ha. Cajun seasoning, cayenne pepper, lemon pepper. Thì những cái nguyên liệu này, lemon pepper thì mình biết đó là tiêu và chanh. Còn những cái nguyên liệu này thì giống như là ớt. Còn mấy cái này mình không biết dịch tiếng Việt là như thế nào nữa. Nếu mà bạn ở bên Việt Nam thì mình nghĩ không biết có bán không. Chắc ở bên Mỹ mới có bán, cũng tùy tiểu bang nữa các bạn. Bởi vì ở bên Cali rất là hiếm. Bên Cali cũng có mà rất là hiếm, không phải chợ nào cũng bán. Nhưng mà bên Houston á, các bạn có thể đi bất cứ chợ nào người ta cũng có bán mấy cái gia vị này hết á, nhờ chợ Mỹ á. Còn bơ thì mình cần một cây bơ và một pound, một pound á là 454 gram bơ ha. Hôm nay mình làm số lượng nhiều hơn chút xíu để tuy là mình nấu ít crawfish nhưng mà mình làm số lượng nhiều cái sốt. Cái sốt này mình để đông đá mình ăn được nha các bạn. Khi nào mình cần á, mình lấy ra mình rã đá và mình nấu sôi lên lại thì mình ăn được, mình hâm lên lại là mình ăn được. Cho nên là mình hay nấu, mình dự trữ lắm. Còn cam thì mình cần hai trái cam tươi ha. Và bây giờ mình bắt đầu vào bếp nha. Đây là crawfish nè các bạn. Mình rửa rất là nhiều nước cho nên là nước nó trong veo như vậy nè. Như vậy mình ăn thấy nó sạch sẽ hơn ha. Đó, cái đó là lý do và nguyên nhân chính của mình là mình thích ăn cái con crawfish ở nhà nấu. Bởi vì mình sẽ rửa nó sạch hơn. Bây giờ mình sẽ bỏ bơ vào đây. Trước hết là mình sẽ làm cái nước sauce nha. Mình bỏ nửa pound là khoảng 225 gram bơ nha. Đó, mình bỏ vào đây. Mình dùng lửa vừa vừa thôi, từ số 1 tới số 9 mình dùng lửa số 5 thôi nha. Đó, để khi nào mà bơ tan á các bạn. Đây, khi nào mà bơ tan thì mình sẽ bỏ tỏi và hành vào đây và mình bỏ gia vị vào đây ha. Bây giờ bơ tan mình sẽ bỏ tỏi và hành củ vào đây. Hành củ mình cắt mỏng mỏng các bạn. Thì đây là cái chi tiết mới hôm nay mình muốn chia sẻ, đó là có hành củ trong đây nữa. Bạn nào mà không thích ăn hành củ á, thì không có nên bỏ vào. Nhưng mà có hành củ vào đây nó thơm và ăn nó giòn giòn rất là ngon. Bơ mình nấu lên cho nó thơm khoảng, mình để lửa nhỏ nhỏ vừa vừa thôi. Và mình để đây nè đúng 5 phút ha. Các bạn ơi, cái này là OB mình dùng. Và mình xin lỗi là hồi kỳ rồi mình quên nói với các bạn là cái này là 30% less sodium, là 30% less sodium, tức là nó ít mặn hơn. Cho nên là khi mà các bạn, có bạn nói là cái công thức làm ra nó hơi mặn á, thì mình lại quên nói với bạn đó là của mình là ít mặn hơn. Nhưng mà có một điều là lúc nào mình cũng nên nếm theo cái khẩu vị của mình á các bạn. Các bạn nên nêm nếm lại, thí dụ như mặn thì mình bỏ thêm đường, còn lạt thì mình bỏ thêm gia vị vô. Tại vì những cái gia vị này nè là nó có muối ở trong đó nha các bạn. Giống như cái Cajun seasoning đi, ở trong đây mình cho các bạn xem cái độ muối nè, tùy cái hiệu các bạn dùng nữa. Đây, cái sodium 270 mg cho có 1/4 muỗng cà phê thôi đó các bạn. Cho nên là các bạn khi mình bỏ vào đây nhớ là tùy cái hiệu mình dùng nữa nha. Và đây nữa này, mình cho các bạn xem cái lemon pepper nè. Thì ở trong đây
Sodium là 80mg cho 1 phần tư muỗng teaspoon, tức là 1 phần tư, khoảng 1 phần tư muỗng cà phê á. Cho nên là nhớ là cẩn thận về cái khi mình sử dụng cái này, bạn múc mà nó cao hơn, nó dung hơn cũng là khác nữa đó nha. Và sẽ bây giờ sau 5 phút đó các bạn, mình sẽ bỏ vào đây 2 muỗng canh, mỗi thứ 2 muỗng canh, tức là 2 muỗng canh, cái này là Cajun seasoning ha. Đó, 2 muỗng canh OB. Là tablespoon đó các bạn. Nhớ giúp mình là nêm nếm lại nhiều cái khẩu vị của các bạn nha. Và cayenne pepper 2 muỗng canh. Lemon pepper cũng 2 muỗng canh luôn. Và cái cuối cùng là 1 muỗng canh thôi, ớt Hàn Quốc đó các bạn. Ớt, loại ớt cay, ớt khô của Hàn Quốc á, để cho nó có màu, nó không có cay nhưng mà nó cái màu nó sẽ ra đẹp lắm. Và mình cho vào đây 2 muỗng tablespoon đường. Trộn lên. Rồi lúc này là các bạn có thể nêm nếm theo cái khẩu vị của mình nha. Mình để đây sôi lăn tăn thêm 5 phút nữa là xong đó nha các bạn. Và mình cho vào đây, cái này là optional, tức là bỏ vô được cũng không bỏ cũng không sao. Nhưng mà hôm nay mình làm kiểu khác, kiểu này là lỏng để lát mình chấm ăn á. Thì mình sẽ bỏ vào đây 1 cup, tức là khoảng 250ml nước chicken broth đó các bạn, tức là nước súp gà đó. Bỏ vào đây, đó nó sẽ lỏng lỏng vậy nè, một lát á mình sẽ chấm nó mình ăn. Và mình sẽ pha vô trong crawfish nữa, rất là ngon luôn á. Trộn vô trong crawfish á. Sốt xong rồi các bạn. Đây, nhìn nó như thế này nè. Hấp dẫn không nè. Thơm ngon lắm luôn á. Đó. Nó không đặc lắm mà nó cũng không có lỏng lắm. Chấm ăn là hết sảy luôn. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu làm crawfish nha. Mình bỏ bơ vào đây làm khoảng 1 phần 3 pound. Mình bỏ vào đây hơn 1 muỗng canh tỏi nha. Tỏi băm á. Và mình phi cho nó thơm lên. Khoảng 3 phút nha. Là mình mới bỏ crawfish vào đây. Và bây giờ tỏi nó thơm rồi đó, mình sẽ bỏ crawfish vào đây. Bạn nào mà không ăn được crawfish hay là không thấy được cảnh này á, mình xin lỗi nha. Gia vị nêm nếm thì cũng đơn giản thôi. Cái này nè, cái bột crawfish này nè các bạn, nếu mà mình nấu mình luộc giống như hôm bữa đó thì mình sẽ bỏ vào đây nhiều lắm, hết quên bịch luôn á. Nhưng mà mình, bởi vì mình xào cho nên mình không có cần nha. Mình chỉ bỏ 1 muỗng canh dung như vậy thôi, và 1 muỗng canh đường. Và mình sẽ nặn vào đây 2 trái cam. Nhớ đừng có bỏ hột vào đây nha, nó rớt hột vào đây nó sẽ bị đắng. Bây giờ mình sẽ đậy nắp lại, mình nấu lửa vừa vừa thôi nha các bạn. Mình đậy nắp lại, mình nấu 5 phút nha. Đây, sau 5 phút rồi nè các bạn. Mình mở ra và mình trộn nó lên. Cái con crawfish này của mình mua nó rất là to, một lát mình cho các bạn xem, nó to gần bằng cái bàn tay của mình luôn á. Đây, mình cho các bạn xem nè. Bàn tay của mình nè, còn crawfish nè. Nó to dễ sợ không? Thì mỗi, nếu mà crawfish của bạn nhỏ hơn thì bạn xào nó nhanh chín hơn là của mình nha. Thì bây giờ sau 5 phút rồi đó, mình mở nó ra và mình trộn nó lên lại ha. Và mình để lửa, bây giờ mình để, hồi nãy mình để lửa medium phải không ạ? Bây giờ mình để lửa thấp
tức là khoảng từ số 1 tới số 9 á, mình để số 2 thôi. Và mình đậy nắp lại. Thêm 5 phút nữa là xong nha các bạn. Đây các bạn ơi, sau 10 phút là kho phết chín đó, đó nè các bạn. Đây. Và nếu mà được á, các bạn nhớ giùm mình nha, cái kho phết này to lắm. Nếu mà kho phết của bạn nhỏ thì bạn không nên nấu 10 phút nha. Nấu khoảng 5 phút tới 5 tới 7 phút thôi. Và khi mình tắt mình mở nó ra đó, mình bỏ mình để lửa thiệt là cao. Để chi phải không? Để cho cái nước sốt này nó ráo nè, để nó thấm vô con kho phết. Đó. Thì nó sẽ béo mà nó thơm hơn ha. Mình mở lửa lớn lên. Ta-da! Và đây là thành phẩm của mình đây các bạn ơi. Kho phết sốt bơ tỏi. Và bây giờ mình sẽ chan cái nước sốt này lên nè, nước sốt tỏi bơ tỏi nãy mình làm á, mình quậy nó lên nha. Đó. Nhìn có hấp dẫn không các bạn? Đây, nước sốt bơ tỏi đây nè. Hấp dẫn vô cùng luôn. Đó. Thêm miếng nước bơ nữa nè. Wow. Hấp dẫn chưa? Wow, nhìn hấp dẫn quá các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ ăn thử. Xem nó ngon như thế nào nha. Hello, xin chào các bạn. Bây giờ mình sẽ thử xem kho phết nó ngon như thế nào nha. Ồ, trước hết mẹ lột cho Chê Đình cái hông cây nha. Có làm cho cái hông cây cho Chê Đình đây. Yummy. Ngon quá. Nè. Rồi bây giờ tới mẹ nha. Con muốn nhờ cho một cái sauce. Cái này á hả? Nhưng mà chị đợi mẹ một chút. Dạ. Quá ngon. Trên. Chấm nước sốt mayonnaise. Ngon quá. Ngon tuyệt vời luôn các bạn ơi. Đúng rồi. Cái này gọi là mất bang. Mất bang. Mất bang nghĩa là gì các bạn biết không? Nghĩa là nó từ ASMR là không có âm. Đúng rồi. ASMR là không có nói chuyện. Còn ASMR là không có nói chuyện. Thì cái mất bang nghĩa là cái này nó không từ nó tới từ Hàn Quốc đó các bạn. Nghĩa là có một người ngồi ăn trước cái camera và để lên trên YouTube á, mà vô tình làm cho rất là nó lan tràn rất là nổi tiếng. Cũng muốn chấm cái này hả? Từ đó thì nó rất là nổi tiếng, là rất nhiều người làm cái đó. Nghĩa là người ta, ví dụ như người ta có đọc mấy cái thì thấy người ta không có gia đình, không có bạn bè đi, rất là buồn mà không biết ăn với ai hết. Thế là ngồi ăn trước camera vậy nè và để lên trên YouTube. Vậy mà sau đó thì nó rất là nổi tiếng luôn, rất là toàn thế giới ai cũng biết tới hết. The sauce is kind of spicy. Ăn cái này phải uống nước ngọt các bạn, nó mới đã. Cái này là nước ngọt. Ăn cái này thì mình nhớ tới lúc trước cái chú ở trong nhà hàng á, hai mấy năm về trước. Chú làm cái món này ăn ghiền luôn các bạn. Mà hai mươi mấy năm về trước á thì nó chưa có thịnh hành. Chưa có thịnh hành kho fish bơ tỏi, lúc đó nó chưa có luôn á. Chỉ có kho fish kiểu Louisiana. Cho nên đừng có lấy cái cây đó con. Kiểu Louisiana hôm bữa mình có chia sẻ các bạn là lúc đó. Nhưng mà lúc đó gì của mình á mới không có biết làm mấy cái cách này. Gì của mình chỉ biết là luộc lên và chấm với lại muối tiêu chanh, cho nên ăn rất là không có ngon á, ăn rất là chán, không có ngon. Cho nên là
mình ăn rồi mình không có ăn nữa. Sau đó thì cái chú ở trong nhà hàng mình biết á, một ngày đẹp trời giống như là vắng á, trong tiệm vắng á, nhà hàng vắng, chú mới mua cái này về xào ăn và sau đó là ghiền luôn. Thì lúc mà cái bơ tỏi này chưa có thịnh hành á thì mình làm theo cái kiểu của chú. Kiểu của chú là không có cái bơ tỏi này trong đó. Chắc con biết cái chú đó là cái chú gì, Chú gì? cái chú the one that got shirt and eats like chili noodles and stuff, Ở đâu? the one that you watched me eat Không a long time ago, phải. he bought the Chú này làm trong nhà hàng. Không phải chú con nói. Thì cái chú mà chú đầu bếp đó tên là Hồng, chú Hồng nấu đồ ăn phải nói là ngon vô cùng. Những cái công thức mà mình chú Hồng là chú Pink phải không? chú Hồng chú Pink phải không, những cái công thức mà mình học được đó là nhiều, cũng có một số là từ công thức của chú đó. Chú đó nấu đồ ăn phải nói là rất là ngon. À, mình học được cái công thức là tôm hùm xào đặc biệt nè, cua rang muối nè, cho nên ăn uống cũng hơi khó hiểu á. Cây thì mẹ không làm cay mà cuối cùng con đâu có ăn đâu, đúng không? Ồ, người ấy đã xuất hiện. Con ăn Người ấy không con mang bao ăn tay lát cây tay đó em nha. nhau mua Vậy giờ sao? Đây, ăn một miếng hành nè, và một miếng nước sauce nè, ngon. No, it doesn't taste good with miso. Đưa cho con cái con kế tiếp nha. Nè. Và xích vô. Chấm nước sốt nè. Dưới leo với cơm ngon, tại cái nước sốt ngon. Last one hả gia đình? Ok. Gia đình ăn uống không có như người ta. Lúc thì thích ăn cái gì đó mình mừng lắm, sau đó mình nấu ăn thì cuối cùng lại không có ăn. Nó sẽ đổi ghế rồi. Có chấm không gia đình, có chấm không? Dưa leo. Chấm nước sốt. Ăn với cơm. Phải cái nước sốt. Thấy sao? Nó bự nó nổi mà cái càng này nó cứng, cắn không nổi. Bữa nay con mới thấy con dùng. Bữa nay con mới thấy con dùng. Con mới thấy con dung màu đen. Ở ngoài sau này mình làm một nguyên một nhãn năm nay thấy có trái á, mà không biết có đậu không. Cái gió đó mạnh tới nỗi mà nó rụng trái, cây ăn trái hết trơn luôn, rụng trái rụng nụ rồi hết luôn. Lệ. Công nhận cái xó này ăn với cơm ngon quá. Để cái cạn lát mới ăn nổi, không biết ăn được không. Nãy ăn thử một lần nó cứng thiệt là cứng luôn. À, hôm nay mình đi gọi là bấm nguyệt cho mình hỏi thầy, thầy ơi bấm nguyệt á giảm cholesterol được không thầy? Bởi vì mình cholesterol cao mà thèm ăn lắm. Ngày nào cũng có món để thèm ăn hết. Thầy nói được nhưng mà nó ít lắm. Ít là không biết bao nhiêu, ít bao nhiêu. Thầy nói ít lắm. Tốt nhất là ăn tỏi.
ăn tỏi thì sẽ giảm cholesterol rất là nhanh. Thầy hỏi thầy hỏi mình là có muốn làm đệ tử của thầy không? Thầy sẽ nhận làm đệ tử. Thầy dạy cũng nhiều học sinh rồi, học trò rồi. If there's no more for me than that. Hỏi gì có cần phải gọi là bái sư, gọi là gì, bái sư tầm đạo, có cần làm trà gì đó không á? Thầy nói có con, mà thầy nói chuyện nhỏ nhẹ lắm, nói chuyện từ từ. Xong mình nói vậy thôi thầy ơi, có gì con đem trà sữa hay là cà phê sữa đá cho thầy, trà sữa sân châu được không? So I cannot eat crawfish right now. Thầy nói được con. Thầy con mình hỏi thầy cũng uống trà sữa trân châu được không này? Được con. Nói dạ, cảm ơn thầy. Vậy là thầy nhận mình làm đệ tử không các bạn? Bự không khiếp luôn. Bự. gần bằng cái mặt của mình. I'm drinking the leftover soda in this cup. Wow, cái gạch của nó không biết mùa nào có trứng ha. Hãy vô ghê ghê cái chỗ gần cái bàn đó. Cơm ngon. Ăn này không mà đủ no rồi, còn ăn cơm. Ăn cơm mới ngon. Ăn thử cái cơm đi, ăn miếng cơm đi. Ngon một cách tàn nhẫn luôn. Hôm nay các bạn ăn gì nè? Happy Mother's Day nha các bạn. Nhưng mà tới cái video này lên đó, thì nó đã trễ rồi á. Vậy thì Happy Belated Mother's Day nha. Chúc những người mẹ ngoài kia có một ngày thiệt là hạnh phúc và an lành. Ngày Mother's Day đừng có nấu gì nha các mẹ, để cho cha, mấy người cha phục vụ nha. Ngon quá. Cũng một tháng mình mới làm lại phải không? Crawfish nè. Bạn nào mà sợ mặn á, mà thật ra không có mặn thì mình nêm nếm lại, thì tốt nhất nêm cái thêm một cup, tức là 250ml nước chicken soup á, chicken broth là perfect luôn á. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ mình trong những thời gian qua. Mình chúc các bạn một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc nè. Nếu các bạn có thắc mắc gì, xin để comment ở phía dưới, mình sẽ trả lời nhanh nhất có thể. Và nếu như bạn thích mình làm kế tiếp món gì, xin để comment ở phía dưới, mình sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể nha. Bạn nào nếu xem kênh của mình mà thích video này mà chưa subscribe, xin bấm nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè nha. Thank you for watching. Bye bye. See you next time.